Hello, xin chào các bạn. Hôm nay trên tay mình là con Bosolin Revo Plus. Thì hôm nay mình sẽ test thử trăm con này xem như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth với chiếc loa này và mở một vài bài nhạc để test thử trăm con này xem ra làm sao. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Mình sẽ bắt đầu với mức âm lượng là 50%. Bài có lời xem như thế nào. Mức 70% âm lượng nha các bạn. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe khi ta rung lên không bao giờ sao lãng. Dây buông dây bám ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên tám lên mười, chơi khi ta không hay nên ba tập chơi trong. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung.